Kính chào quý vị tại nhà máy, kính chào bà con gần xa. Sau đây, công ty Hồng Phúc Minh Motor sẽ trình bày các lợi ích của động cơ điện có thể áp dụng cho các công trình của quý cô, chú, các anh chị. Như quý vị đã biết, sản phẩm động cơ điện xuất khẩu châu Âu của chúng tôi đã có mặt tới 80 nước và đang được sử dụng tại 60 tỉnh thành Việt Nam. Tại sao có hàng triệu người trên toàn thế giới sử dụng lại motor này? Không chỉ nhận được chứng chỉ chất lượng CQ từ các nền kinh tế lớn như Đức, Nga, Úc, sản phẩm còn đạt chứng nhận tiết kiệm năng lượng từ Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam. Nhãn hiệu Minh Motor Parma GL được đăng ký bảo hộ thương hiệu độc quyền từ năm 2012. Đây là sản phẩm duy nhất tại Việt Nam có giá thành theo thu nhập châu Á mà chất lượng thì đủ tiêu chuẩn xuất khẩu châu Âu. Cũng là motor duy nhất mà người mua có thể kiểm tra từng chi tiết linh kiện để biết mình đạt được quyền lợi cao từ những yếu tố nào.